Hello, trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một cái ứng dụng Authentication và Authorization sử dụng backend là mình sẽ dùng Laravel nhé. Backend này, mình sẽ dùng Laravel để các bạn sẽ viết RESTful API. Frontend ở đây thì mình vẫn dùng Next nhé. Next.js 14, cái này là về 14 đó. Thì nó vẫn giống như cái ứng dụng trước mình đã hướng dẫn cho bạn rồi. Database ở đây mình vẫn dùng MySQL. Test API thì vẫn là Postman đó. Gọi là mình nối tiếp lại cái ứng dụng lần trước. Bây giờ mình sẽ khởi tạo nó lên này. Đây, mình sẽ chạy cái dự án trước đây lên đấy nhá. Rồi tiến máy nhà trước này. PP artisan serve đúng không ạ? Tiếp theo đó là frontend npm run test. Bạn chờ xíu nhé. Sau đó thì mình sẽ truy cập vào localhost 3000. Đã chờ một xíu nhé. Xem bao giờ này. Ok, bao giờ là xong rồi đúng không? Còn pha đèn này. Next thì quá trình start nó sẽ hơi lâu một xíu. Rồi. Lần trước là mình có cái user ở đây này. Đây, mình cũng xây dựng đủ tính năng luôn đúng không? Ok, bây giờ các bạn sẽ giải quyết cho mình cái bài toán, đó là bài toán authent xác thực và ủy quyền đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ giải quyết ở bên backend trước. Rồi, bên backend thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái row nhé. Đây, ở đây mình sẽ có cái folder out. Thực ra ở đây nó khá đơn giản thôi, cho nên ở đây mình sẽ tạo ra một cái là out controller. Các bạn sẽ tạo controller nhé. Rồi, tạo một cái terminal mới này. Make controller, chỗ này mình sẽ để nó là out controller đi. Đó. Đây. Tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ vào cái row nhé, vào phần row này. Các bạn sẽ tạo cho mình cái, chỗ này mình để là post đi, post nhé, out, login. Chỗ này mình sẽ để nó là out controller class. Ở đây mình sẽ để là login. Đó. Rồi. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái method đó là login. Trong này mình sẽ có request nhé. Đây, mình sẽ thêm request ở đây. Đó. Thì cái này để bạn lấy các cái thông tin liên quan đến email password đấy ạ. Ở đây mình lấy email này. Ở chỗ này các bạn là request, chọn lại email password. Rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ cần tiến hành việc là xác thực. Xác thực thì các bạn sẽ thông qua out thôi. Đấy nhá. Các bạn sẽ lấy out này. Đó. Chỗ này mình import vào đây nhé. Đây các bạn import cho mình cái này vào. Ở trong trong Laravel nó hỗ trợ các bạn một cái là out mình a à, đây. Đó. Bạn đi đưa một cái mảng như này. Thì ở đây nó sẽ trả về các bạn một cái trạng thái. Trạng thái nhé. Tạm thời bây giờ mình return cái trạng thái của nó về đã. Đây, return trạng thái. Rồi các bạn vào mở Postman đúng không? Out này, login này. Đó. Lúc này mình sẽ sử dụng một cái tài khoản. Đây, vào user nhé.
mình sẽ dùng cái user 1 đi, là user 1. Email này. Password nhá. 123456. Hôm nay các bạn nhìn thấy nó đang không hiểu tại vì mình phương thức mình sai. Ok, vẫn sai đúng không? Ở đây chúng ta thiếu port các bạn nhé. Ok, mình sẽ thử lại nhé. Các bạn thấy ở đây nó vẫn báo not found đúng không? Thiếu chữ API. Rồi, các bạn thấy là nó trạng thái ok đúng không? Bây giờ mình sẽ thay đổi cái password này đi. Rồi, các bạn thấy là nó không trả về được. Được chưa? Rồi. Lúc này nhá, các bạn sẽ khi mà các bạn xác nhận là đúng, đúng không? Thì các bạn sẽ giải quyết cho mình một số những cái bài toán tiếp theo, đó là bình thường nếu các bạn là về với web thì các bạn sẽ trả về một cái cookie, có nghĩa là các bạn lưu vào session thì các bạn sẽ trả về cookie, được chưa? Tuy nhiên thì là cái bài toán của mình ở đây nó sẽ khác, thì các bạn sẽ cần phải tạo ra một cái token, sau đó các bạn lưu thông tin lại. Thì trong Laravel thì nó cũng hỗ trợ các bạn một cái nó là Sentinel, thì các bạn giải quyết nhanh cái bài toán đăng nhập thông qua single pay. Ok, các bạn có thể search cho mình là Sentinel này. Đó, đây, các bạn search cho mình Sentinel như này. Được chưa? Thì các bạn search ở đây, các bạn xuống thế này, các bạn nhìn thấy nó có một cái là SPA này. Đó. Ok. Đây, mình sẽ từng bước đã. Ban đầu là mình sẽ public cái này lên, cái này là public rồi đúng không? Đó. Ok, bây giờ các bạn sẽ cài cấu hình cái token. Nào, bây giờ ta sẽ xem cấu hình này. Mình sẽ đi từ đầu nhé. Đầu tiên các bạn ở đây nó yêu cầu các bạn đó là phải override cái default model đúng không? Rồi, kéo dưới này. Ok, các bạn sẽ thêm đủ cái này cho nhé. Các bạn mở cái model từng ra. User này, kéo trên này. Đây, mình sẽ thêm cái này vào. Được chưa? Đó. Rồi mình sẽ check import nhé. Rồi để mình xem nào. Xem từng. Rồi lại nhé. Đó. Have factory này. Ok, đủ hết rồi đúng không ạ? Rồi, phần tiếp theo đó là mình sẽ khởi tạo. Mình sẽ khởi tạo một cái token. Đây, mình khởi tạo một cái token nhé. Thì các bạn sẽ vào trong này giúp mình. Thì ở đây mình sẽ cần phải check một số những cái trạng thái đã. Đầu tiên là có thể nó không có email password chẳng hạn. Thì cái này mình sẽ làm như này thôi. Đó là ví dụ mình để đây là phủ định email hoặc phủ định password. Rồi, cho nên các bạn return và report. Chọn cái JSON nhé. Ở đây mình sẽ để success là false này. Đó. Ở đây mình có một cái message. Ví dụ ở đây mình sẽ ghi nó là email hoặc mật khẩu. Vui lòng nhập đầy đủ chứ. Đúng không? Đầy đủ email và mật khẩu. Đó. Thì cái status ở đây mình sẽ để là 400 nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra này. Ở đây mình kiểm tra nhé. Status. Đó. Thì cái này là các bạn sẽ tiến hành việc là tạo token. Được không? Thì các bạn sẽ return về đó là report này. JSON.
Đó. Ở đây các bạn để success đầu full. Size email hoặc mật khẩu. Khu trí chat. Đúng không? Cái chỗ này sẽ là 4-1. Ở đây mình sẽ tạo token. Đây. Request user. Sau đó ở đây các bạn sẽ create token như này. Đúng không? Thì lúc này các bạn sẽ đặt cho nó một cái token name. Ví dụ nhá. Chúng ta ghi nó là out đi. Đó. Rồi. Và sau khi có token như này thì các bạn sẽ trả về đâu? Các bạn sẽ trả về như nào? Đây. Các bạn sẽ return về một cái như này. Token to plain text token. Đấy nhá, lúc này các bạn sẽ return này. Report. JSON. Sang xe đợt chu đúng không? Cái này là thông tin user này. Nhưng ở đây các bạn chỉ cần trả về token thôi nhá. Cho nên mình lại là token. Đó. Các bạn có thể thêm cho mình một cái message. Message. Đăng nhập thành công. Đó. Rồi, bây giờ mình thử nhá. Các bạn send một cái request này. Đó các bạn thấy này, nó báo lỗi này. Bây giờ mình nhập chuẩn đi. Nhập chuẩn nhá. Các bạn thấy là một cái token nó được tạo ra này. Đây. Thì các bạn có thể dùng cái token này các bạn sẽ giải quyết cái bài toán outhead đúng không? Rồi. Bây giờ các bạn sẽ cần phải viết thêm cho mình một cái method nữa. Thì ở đây nhá. Round này. Red. Chỗ này chúng ta sẽ có mà out này, me hoặc là profile được, tùy các bạn. Profile. Đó, như này. Thì lúc này nhá. Các bạn là chỗ này ta đang thiếu cái gì mà nó lỗi nhỉ? Rồi hết rồi đúng không ạ? Ở trong này các bạn sẽ thêm cho mình một cái profile nữa. Đó. Thì ở đây mình trả về thôi. Nhưng mà chỗ này các bạn để phải có một cái middleware nữa nhá. Ở đây nhá, mình sẽ qua cho nó qua một cái middleware. Đó. Middleware này. Ok, ví dụ ở đây mình sẽ để là out.api. Đó. Rồi, mình sẽ để như này. Ok, bây giờ nhá, mình sẽ thử xem có được không. Các bạn thấy đây, mình có cái token như này rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo một cái request mới này. Chỗ này các bạn cái gạch chéo profile. Profile. Sau đó bạn cái header này nhá. Các bạn để ở đây nó là authorization. Sau đó bạn để là BR. BR nhá. Rồi các bạn đưa cái token này vào. Đây, bạn đưa cái token này vào. Đó, xem này. Ok, ở đây các bạn nhìn thấy là nó đang báo lỗi ra đúng không? Chỗ này các bạn thêm cho mình một cái nữa. Đó là cái header. Escape. Application. JSON nhá. Mình xem tiếp này. Các bạn thấy là cái Vue API này đang chưa được cấu hình đúng không? Rồi. Tao thôi mình để cái này là out đi. Đó. Refresh lại. Rồi các bạn thấy ở đây là nó đang chưa có đây. Có nghĩa là cái phần này của mình đang fail nhá. Mình sẽ thử đăng nhập lại này. Rồi, mình sẽ quay ra bên này. Các bạn thấy vào cái file cấu hình một tí nhá. Config này. Out này.
vua mặc định là nó web nhé. Rồi, nhưng mà web này cái driver mình đang sử dụng ở đây là session. Các bạn thấy đây. Cho nên là trong trường hợp này này nó sẽ không được các bạn nhé. Mình sẽ check lại một chút. Rồi, xem lại cấu hình ở đây này. Đây, cái này mình sẽ để là off center nhá. Mình sửa lại một chút. Đó. Ok, mình sẽ gửi lại request này. Đó, các bạn thấy là nó nhận rồi đúng không ạ? Rồi, có nghĩa là mình không cần phải cấu hình lại cái file out này đâu. Các bạn, cái middleware của mình đang không đúng rồi. Đó. Rồi sau khi mình có được cái thông tin như này rồi thì các bạn có thể giải quyết cho mình cái bài toán là bài toán dùng bên frontend để các bạn code. Rồi bây giờ bên frontend nhá, các bạn sẽ cần phải xây dựng cho mình một cái page, là page liên quan đến đăng nhập. Ok, lúc này các bạn sẽ sang frontend này, ở đây các bạn tạo cho mình một cái page mới, ví dụ như là mình cái này là bên client đúng không. Bây giờ mình các bạn có thể thêm cho mình một cái, ví dụ như là liên quan đến đến out, các bạn tạo ngoài cũng được. Đây mình sẽ hoặc là các bạn để ở trong. Tuy nhiên là sorry các bạn, cái layout này thì không ảnh hưởng gì nhá, cho nên ở đây mình sẽ để ở trong luôn. Layout mình vẫn dùng chung thôi. Đó. Lúc này các bạn sẽ có một cái phần login ở đây, login này. Đó. Cái này chúng ta có một cái là page.jsx nhá. Rồi. Ở đây mình sẽ để là login page. Login page. Đó. W50 này. MX auto. H1 nhá. H2 đi. Chỗ này mình sẽ để đó là đăng nhập. Đăng nhập nhá. Đó. Rồi bây giờ mình thử này. Out. Login. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái form. MB3. Rồi. Chỗ này mình sẽ có nó là email này. Dưới này chúng ta sẽ có một cái thẻ input. Ở đây mình cũng sẽ để cái này là email. Nêm nhá, email này, class form control, place holder là email nhá. Đó. Tiếp theo là mật khẩu. Cái này là mình đã bị lỗi cái tiếng Việt. Ok, chỗ này mình sẽ đặt ở đây là password nhé. Password. Mật khẩu. Ở đây mình thêm luôn cái require cho nó nhé. Dưới này cũng vậy này. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái button. Chỗ này mình ghi là đăng nhập. Bên ngoài này các bạn có thể là d grid. Rồi. Ok. Bây giờ các bạn sẽ giải quyết cho mình cái bài toán đó là đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong thì chuyển về trang trục. Đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm như này nhá. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái server action. Đây, mình có cái action ở trong này. Action.js.
Ở đây mình sẽ có user, user nhé. Đó. Các bạn sẽ tách cho mình cái form này. Đây các bạn tách cho mình cái form này. Ở trong login nhé. Form.js. Rồi. Ở đây mình sẽ để là yêu client nhé. Đó. Đó. Lúc này mình gọi form ra. Gọi form ra nhé. Đó. Rồi, sau khi các bạn có được như này rồi thì các bạn sẽ tiến hành cho mình viết action. Ở đây mình sẽ có một cái đó là handle login action này. Đó. Chỗ này mình sẽ có một cái form data. Mình sẽ gán đó là form này bằng object.fromentry. Các bạn đưa form data vào. Các bạn lốc nó ra. Lốc form ra nhé. Đó. Thì ở bên này nhé. Các bạn sẽ ở cái đoạn action này. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái hàm. Form data. Đó. Chỗ này mình sẽ có một cái response này. Sẽ bằng await. Ở đây mình sẽ đặt là handle login form data. Đó, như này. Thì khi mà mình nhập vào nhá, thì chỗ này các bạn sẽ nhận được cái giá trị. Sao đây lại có tên được nhỉ? Ok, thì có thể là mình đang import nhầm rồi nhá. Đây, chỗ này mình đang import nhầm các bạn nhá. Lúc này mình sẽ là nhận lại cái đường dẫn thôi. Ở đây mình đang cùng thì mình sẽ chỉ cần cái chống cái chéo như này được mà. Đó. Bây giờ mình sẽ thử nhập dữ liệu vào nhá. Đó. Các bạn quay lại đây. Các bạn kiểm tra lại bên form này này. Đó các bạn thấy có dữ liệu này. Thì bây giờ các bạn sẽ code API thôi. Được không ạ? Trong trường hợp này mình sẽ code API. Đây. Vẫn như này. Thì cái method ở đây mình sẽ để là post nhé. Method mình để là post. Tiếp theo là header. Đó. Vẫn đầy đủ như này. Sau đó ở đây mình sẽ kiểm tra if nếu mà phủ định respond.ok. Đấy nhá, mình phủ định if respond.ok mình sẽ trả về info luôn. Ở đây mình sẽ lấy thêm data sẽ bằng await. Đó. Ok, tuy nhiên là các bạn sẽ cần phải lấy ra được cái token của nó đúng không? Ở đây các bạn lấy cho mình là success và token. Trong trường hợp này nhá, if nếu mà phủ định success thì các bạn cũng return false. Nếu không nhá, các bạn sẽ lock ra cái token. Bây giờ mình nhập chính xác này. User 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại log này. Đây các bạn thấy nó có token này. Đây. Đúng không ạ? Rồi, trong trường hợp này có token rồi thì các bạn sẽ lưu nó lại. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ lưu vào trong cookie nhé. Rồi mình sẽ lưu vào cookie. Thì lúc này các bạn sẽ import cho mình cookie vào. Đây các bạn gọi cho mình cookie. Đó. Set. Đầu tiên mình sẽ để cái này là token. Sau đó mình đưa token vào. Thì ở đây mình sẽ có một số những option của cookie nhá. Cái thứ nhất thì nó chính là HTTP only. Mình sẽ để là true. Rồi. Cái tiếp theo ở đây đó là lẽ ra là nó phải có một cái CQ này nữa. Tuy nhiên là cái CQ của mình thì hiện tại mình đang không HTTPS, cho nên là tạm thời cái này mình cứ để là false thôi. Khi nào có HTTPS thì các bạn sẽ chuyển lại thành true nhé. Phạt. Đây, cái chéo như này. Thấy chưa? Đó. Rồi, phần tiếp theo ở đây đó là các bạn sẽ thiết lập cho mình cái same size. Same size thì mặc định nó là lắc. Ok, cái này mình để mặc định đi.
Đó. Xong cuối cùng các bạn return true cho mình. Hoặc là các bạn có thể thực hiện việc chuyển hướng luôn. Sau khi xong thì bạn chuyển hướng nó về trang chủ. Đúng không ạ? Rồi, thì lúc này các bạn sẽ gọi cho mình một cái hàm là hàm redirect có sẵn của bên Next nhé. Đây. Bạn chuyển hướng về trang chủ cho mình. Bạn đăng nhập thành công nhé. Rồi. Bây giờ nhá, mình sẽ nhập thành công đi. Rồi, bây giờ mình đó, thì các bạn thấy nó chuyển về trang chủ cho chúng ta, đúng không ạ? Các bạn sẽ quay về cái phần application vào phần cookie. Đó, các bạn nhìn thấy nó có một cái token ở đây cho chúng ta. Đó, và cái này chúng ta đang để nó là session. Thì lúc này các bạn hoàn toàn có thể là chuyển nó thành dạng nó có thời gian nhé. Thì các bạn có thể tạo một cái market. Đơn vị của market là giây các bạn nhé. Ví dụ mình muốn cái thời gian là một ngày chẳng hạn. Thì mình sẽ để đây là 86.400. Các bạn có nhân lên mà xem. Một ngày có 86.400 giây. Cái này mình đưa một ngày. Đó. Rồi. Sau khi các bạn đã giải quyết xong được cái này. Thì các bạn sẽ đến phần tiếp theo. Đó là các bạn xử lý phần authorize. Ok. Với cái phần authorize thì các bạn sẽ làm nó như nào? Các bạn sẽ dựa vào cookie thôi để các bạn xử lý tiếp. Tuy nhiên là lúc này các bạn sẽ phải có một cái middleware. Middleware này chúng ta sẽ đặt nó ở trong xuồng luôn nhé. Đây. Tạo cho mình một cái middleware này. .js. Ok, thì ở đây các bạn export cho mình. Export cho mình nhé. Đó, middleware. Ở đây mình sẽ có một cái request. Đó, mình sẽ có một cái request. Rồi, chỗ này mình để async luôn đi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ phải test xem đó là cái middleware này nó có nhận được hay không. Đúng không? Các bạn lên cho mình trang của Next.js. Đấy nhá, các bạn lên trang của Next.js. Đó, ăn vào đây. Các bạn sẽ search cho mình nó là middleware. Middleware. Đó. Thì bên dưới này nó sẽ có một cái phần cấu hình liên quan đến cái matching path. Đây, mình sẽ chọn một cái cấu hình này để các bạn loại bỏ, không nhận request tất cả những cái request này. Đó, như này. Lúc này mình sẽ lock nó ra. Ví dụ ở đây mình để là middleware đi. Đó, lock nó ra. Rồi, bây giờ các bạn sẽ quay lại đây, refresh lại. Các bạn mở terminal ra giúp mình. Đó, các bạn nhìn thấy này, nó sẽ nhận middleware. Đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ chỉ có check quyền ở trong một số trường hợp thôi. Ok, bây giờ nhá. Các bạn sẽ chỉ check ở trong cái trường hợp đó là liên quan đến cái user chẳng hạn. Thì liên quan đến user chẳng hạn. Thì lúc này các bạn sẽ check như sau. Các bạn sẽ lấy cho mình cái path name. Path name sẽ bằng request này. .nexturl. Nexturl nhá. Path name như này. Rồi, bây giờ các bạn log cho mình cái path name này ra. Lock phần name ra nhé. Rồi, bây giờ các bạn sẽ vào lại cho mình đó là user. Vào user chẳng hạn. Ok, bây giờ các bạn sẽ mở ra. Đó, các bạn thấy này. Thì bây giờ chúng ta kia sẽ kiểm tra. If phần name start with user. Thì cái chỗ này nhá, mình sẽ tiến hành việc mình check đăng nhập. Check out thêm. Đó. Rồi, trong trường hợp này mình check thì nếu mà nó ok thì các bạn sẽ cho nó đi tiếp. Còn nếu mà nó không ok thì các bạn sẽ chuyển hướng nó về trang đăng nhập. Đó, cái tư tưởng của mình nó sẽ như vậy nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ cần phải lấy ra được cái cookie. Đúng không? Rồi, thì bây giờ các bạn để import cho mình cookie. Lúc này nhá. Các bạn sẽ lấy cho mình được cái token. Token lúc này các bạn sẽ bằng đó là request .cookie.get. Rồi, các bạn lock cho mình token. Lock token rồi nhá. Các bạn quay lại đây, refresh lại. Rồi, tuy nhiên các bạn thấy nó undefined. Được chưa? Thì khi nếu mà nó undefined thì các bạn sẽ tiến hành việc các bạn chuyển hướng luôn. If phủ định token. Thì lúc này các bạn sẽ return cho mình. Đấy nhá, các bạn thì tiến hành return luôn này. Lúc này các bạn gọi cho mình vào đây là next response. Redirect. Hôm nay các bạn chuyển hướng cho mình về out và chéo login như này. Đó. Rồi,
Bây giờ các bạn sẽ quay về đây, refresh lại. Rồi, lúc này các bạn nhìn thấy là nó đang bị lỗi này. Tại vì cái đường dẫn này chúng ta phải để đường dẫn tuyệt đối. Thì bây giờ muốn để đường dẫn tuyệt đối thì các bạn sẽ thông qua một cái là new URL. Thì ở đây các bạn để đó là out login. Thế còn là tham số thứ hai các bạn để cho mình là request.url. Request.url. Được chưa? Rồi, đó các bạn thấy này. Bây giờ mình vào user nhé. Đó, thì các bạn thấy nó chuyển cho chúng ta. Được chưa? Rồi, sau khi các bạn đã giải quyết được cái này thì đến một cái phần tiếp theo, đó là nếu mà cái token này nó tồn tại thì các bạn sẽ cần phải có một bước là các bạn verify cái token. Thì verify token này thì đơn giản đó là các bạn sẽ gọi đến cho mình cái API profile. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta thử nhá. Các bạn sẽ đăng nhập chuẩn này. 123456. Rồi các bạn thấy nó về đây đúng không? Đây các bạn vào user, các bạn thấy vào được. Nhưng mà cái token này có thể bị fake nha các bạn nhé. Cho nên là trong trường hợp này các bạn sẽ verify. Thì ở trên này các bạn có hoặc là ở đây ở chỗ bên trên này hoặc là các bạn tự tạo cho mình một cái ưu tiên mới. Ví dụ ở đây mình sẽ liên quan đến phần out chẳng hạn. Hay là bạn viết ở trong này đi. Đó. Ở đây mình sẽ viết một cái phần call API. Đây, mình sẽ viết một cái phần call API. Lúc này nhá, các bạn sẽ tạo cho mình một cái là get user. Đó, get user. Rồi. Ok thì ở cái phần get user này thì các bạn sẽ giải quyết như nào? Các bạn call như bình thường thôi. Lúc này nhá. Các bạn sẽ tạo cho mình nó là report. Đó. Mình gọi đến user như này. Được chưa? Chỗ này các bạn sẽ để cho mình đó là out này, sau đó profile. Rồi. Lúc này nhá, các bạn sẽ lấy cho mình đó là cái token. Hay chỗ này mình để là get profile đi. Get profile. Mình cần đưa token vào. Được chưa? Method của mình vẫn là get nhá. Thì ở đây các bạn để header authorize như này. Rồi. If nếu mà phủ định respond chấm ok. Chấm ok. Thì bạn return form nha. Nếu không thì bạn return cho mình report.json. Thì các bạn sẽ trả về được cái thông tin get profile dựa vào cái token. Ở đây các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình một cái, đó là liên quan đến cái escape. Chỗ này mình sẽ application json như này. Rồi bây giờ các bạn sang bên này, các bạn gọi nó thôi. Ở đây thì các bạn sẽ lấy cho mình đó là profile như này. Bây giờ mình sẽ log cái profile này ra. Profile như này thấy chưa? Rồi, refresh lại nhé. Bạn mở lại terminal các bạn xem. Lúc này các bạn nhìn thấy đó là not defined. Tại vì cái này chúng ta chưa import bạn nhé. Đó. Rồi, mở ra xem. Rồi, ok, mình sẽ refresh lại ở bên này. Các bạn thấy nó trả về form, có nghĩa là phần call API của chúng ta đang có vấn đề các bạn nhé. Xem nào. Out profile đúng không? Ở đây các bạn lấy được token rồi các bạn gửi lên này. Mình đang đưa BR đúng không? Application JSON. Ok, mình sẽ kiểm tra đây một chút nhé. Ở đây mình sẽ lock cái token ra. Lock token ra nhé. Đó. Rồi, bây giờ mình refresh lại này. Mở ra. Đó, các bạn thấy ở đây. Chúng ta phải chấm value nữa nhé. Được chưa? Rồi. Ở đây là ta mới có trường hợp là tồn tại cookie đấy thôi. Ở đây các bạn chấm value nữa. Ok. Tuy nhiên là có thể nó sẽ bị lỗi đấy nhá, nếu mà trường hợp nó không có. Đây. Bây giờ nhá, mình log ra nào. Đấy các bạn thấy có thông tin profile, các bạn thấy có user ở đây này. Success này, sau đó có thông tin user ở đây cho chúng ta. Được chưa? Lúc này các bạn có thể kiểm tra lại cái phần API nhá. Vào app này. Rồi các bạn vào out này. Bên dưới này mình đang để ở user như này đúng không? Các bạn không thích thì các bạn đổi đến data cũng được nhá. Rồi, lúc này các bạn sẽ lấy ra cho mình được success và user. Được chưa?
Ok, thì ở trong trường hợp này nhé, các bạn cũng sẽ giải quyết được các bạn chuyển đúng không? If phủ định succeed. Rồi, lúc này các bạn sẽ tiến hành việc các bạn chuyển hướng thôi. Nếu nó không tồn tại đúng không? Thì các bạn sẽ chuyển hướng. Đây. Đấy thì đây là trường hợp không, có nghĩa là cái token này nó không thành công ấy. Đó, giả sử như bị sửa hay gì đó chẳng hạn. Nói chung là nhiều lý do. Mình thử cho các bạn xem nhé. Đây là trong trường hợp này đi. Mình thêm số 1 ở cuối này nhỉ. Bây giờ refresh lại cái này. Đó, các bạn thấy là toang rồi đúng không? Bỏ số 1 đi. Các bạn lại quay lại user này. Đó, các bạn thấy lại được đúng không? Thì lúc này cái thông tin này nó cũng sẽ trả về chúng ta rồi. Thế bây giờ mình giả sử như là khi mà nó đã trả về rồi thì là các bạn sẽ lưu lại nó ở đâu? Thì thực ra là trong trường hợp này chúng ta cũng có rất nhiều cách để các bạn xử lý nhé. Các bạn có thể là lưu lại vào một cái cookie. Tuy nhiên là cái khi các bạn lưu thông tin cookie đấy, lúc đấy là nó sẽ trả về client, và bên client chúng ta sẽ nhìn thấy thì có thể là một số thông tin chúng ta không muốn nó được xuất hiện ra, thì các bạn sẽ tìm đến cho mình một bài toán là bài toán session. Thực ra là trong cái trường hợp này thì các bạn cũng hoàn toàn có thể dừng lại ở chỗ này. Tuy nhiên thì nó sẽ có một số những vấn đề như thế này nhé. Bây giờ mình giả sử này, mình muốn có một cái lời chào ở đây khi mà các bạn đăng nhập xong. Thế nhá. Đó, bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái header chẳng hạn. Hoặc là bất kỳ một cái nghiệp vụ nào mà các bạn cần lấy cái thông tin ra thì các bạn lại phải gọi là API. Thì bây giờ mình không muốn như thế nữa, mà mình sẽ muốn lưu nó lại vào trong một cái session. Đây nhá. Mình sẽ tạo ra một cái layout này. Các bạn thấy đây, mình có cái phần layout đây đúng không ạ? Trong này mình có thể đặt một cái header. Header. Thế rồi ở đây mình có thể H1 header. Đó. Rồi, ở dưới này sẽ là main này. Ok, refresh lại nào. Đó. Bây giờ cái phần header này mình sẽ có một số những cái câu chào. Ví dụ nhé. Lời gì này. Ví dụ chào bạn. Gì gì đó đúng không? Mình đưa tên của mình vào đây. Đó. Sau đó ở đây mình lấy A. Đây mình sẽ tạo tài để A nhé. Cho nên mình lấy đăng xuất. Đó. Rồi, refresh lại. Bây giờ mình sẽ cho nó thành hàng ngang nhé. Deflect này. Lead Unstyle Grab. Rồi, như này kìa. Thì bây giờ mình giả sử cái trạng thái của mình nó đang chưa phải đăng nhập, thì lúc bởi vì các bạn lưu ý là cái trang này mình không check, cái trang chủ mình có check đâu, mình chỉ check ở trang cái chéo user như này thôi đúng không? Đó. Thế bây giờ mình muốn đó là kiểm tra cái trạng thái đăng nhập ở trong này. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ làm như nào? Bây giờ giả sử mình tách này thành một cái component header nhé. Đây. Trong này mình sẽ có một cái folder là component đi. Nội bộ thì mình có thể là đây, mình có thể để gạch dưới như này. Chỗ này mình sẽ có cái header chấm giết đấy này. Đó. Sau bạn đưa toàn bộ nội dung vào đây như này thì chặt rồi. Ok, bây giờ các bạn sẽ gọi header vào đây. Đó. Rồi các bạn nhìn thấy có header này đúng không? Bây giờ mình giả sử ở bên trong là mình thử gọi, mình đọc cookie cho các bạn đọc được không nhá. Các bạn thấy import cho mình này. Import cookie. Đó. Bây giờ mình sẽ log này. Cookie này. Chống ghét. Chống ghét nhé. Token nhỉ. Refresh lại. Rồi, bây giờ mình mở nó ra mình xem này. Đó, các bạn thấy này, nó sẽ có ở đây cho chúng ta này. Đó. Lúc này các bạn muốn lấy thông tin user thì các bạn sẽ phải làm từng bước nhé. Rồi, chỗ này mình sẽ thử này.
Câu hỏi mình sẽ lấy token bằng như này. Ở đây mình sẽ là đây, mình vẫn lặp lại cái bước lúc nãy nhé. Đây, mình lỡ tay mình cắt. Đó. Chỗ này các bạn sẽ lấy cho mình là token bằng chấm value như này đúng không? Đó. Rồi, sau đó bây giờ mình giả thử mình muốn lấy thông tin user thì mình sẽ phải gọi ở đây đó là get user. Thì get user này là mình lấy ở bên này. Đây. Và get profile, xin lỗi các bạn. Get profile. Sau đó bạn đưa token vào. Các bạn log ra được user. Đây, log ra được user. Rồi, bây giờ mình kiểm tra nhé. Đó. À, đây mình sẽ check lại được một chút này. Chỗ này đang nó đang chưa có trả về được đúng không? Xem nào. Refresh lại nhá. Rồi, các bạn thấy ở đây là nó đang không có thông tin luôn này. Cái này à rồi, xin lỗi các bạn. Chỗ này chúng ta phải async. Đúng không? Chỗ này các bạn sẽ phải await này. Đó. Refresh lại nhá. Đây, các bạn thấy nó có thông tin đây này. Tuy nhiên nó sẽ có trường hợp không có nhé. Ví dụ như cái token nó không tồn tại chẳng hạn. Mình sẽ quay về application nhé. Đây, còn là token nó không hợp lệ đi. Mình để như này. Refresh lại này. Đó, các bạn thấy là nó sẽ chuyển được đúng không? Bây giờ mình log nó ra nhé. Đó, các bạn thấy nó sẽ là full. Thì các bạn sẽ phải lại phải dựa vào cái user này để các bạn hiển thị ra. Thì lúc này nhé, các bạn sẽ hiển thị ở đây này. Nếu mà user này tồn tại đúng không, thì các bạn sẽ hỏi chấm này, nó lại đưa ra cái thông tin này. Chỗ này phải có một fragment nhé. Đó, ngược lại nhé. Rồi, ở đây mình lại có nó là lấy gì này. Đó, mình ghi này là đăng nhập. Chỗ này mình gọi thẻ link vào nhé, gọi thẻ link này. Chỗ này mình ghi là đăng nhập. Đó. Ở đây mình sẽ để hf. Out login. Đó, để như này. Rồi, sẽ test lại nhé. Đó, các bạn thấy nó sẽ báo đăng nhập đây. Mình sẽ thử lại này. Và trong chủ nhá. Đó. Bây giờ mình vừa đăng nhập. Bây giờ mình sẽ nhập đủ thông tin nhá, nhập thông tin chuẩn này. Rồi, đấy các bạn thấy nó sẽ hỗ trợ các bạn là chuyển như này. Tuy nhiên là lúc nào các bạn cũng sẽ phải gọi. Mà bây giờ mình giả sử nhá, trong cùng một cái request, giả sử mình vào user như này. Đó. Thì các bạn cũng sẽ phải gọi một cái ở đây. Đúng không? Thực tế chúng ta đã gọi một cái nữa ở middleware nhá, gọi thêm một cái header. Bên trong này mình giả sử mình có một cái nghiệp vụ gì các bạn cần lấy cái thông tin user mà bạn đang đăng nhập thì các bạn lại phải gọi thêm một lần nữa. Thì có nghĩa là mình muốn là trong một cái luồng request của mình sẽ chỉ xử lý cái đấy một lần thôi. Đúng không? Đó, mình đang mong muốn như vậy. Cho nên là chúng ta mới không muốn là xử lý theo kiểu như này. Rồi, thì đấy thì cái phương án này mình sẽ không có làm nhá. Đó, mình muốn thay đổi lại một chút. Thì ở đây mình sẽ muốn giải thích là tại sao mình lại phải làm như vậy. Đó. Thì tạm thời ở đây mình sẽ khai báo user nó bằng một object nó rộng như này để nó tránh bị lỗi. Rồi, thì lúc này các bạn sẽ lưu nó lại. Tuy nhiên là nếu mà các bạn lưu ở cookie thì sẽ không ổn, tại vì các thông tin đấy thì người dùng họ có thể xem được. Họ xem thì họ có thể thay đổi cái ID đấy thành một bất kỳ một cái ID khác thì nó cũng không được. Thì ở đây chúng ta sẽ chuyển sang một số những cái phương án, đó là các bạn lưu lại. Đúng không? Thì bây giờ vấn đề là mình sẽ lưu cái này ở đâu? Rồi, thì chắc chắn chúng ta phải lưu ở trên phía server. Thì lúc này chúng ta sẽ có một số lựa chọn sau nhé. Nhất là về vấn đề session này. Session nhé. Cái thứ nhất là các bạn có thể lưu ở trên Redis của mình. Lưu ở Redis. Cái thứ hai, đó là các bạn có thể là lưu ở một số những nơi khác. Ví dụ các bạn có tạo cái file. Đúng không? Các bạn có thể tạo một cái file. Còn cái tiếp theo, các bạn có thể sử dụng một số những cái thư viện. Chúng ta có thể dùng một số thư viện ở bên thứ ba.
Được chưa? Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn build một cái session, tuy nhiên là mình sẽ dùng file nhé. Rồi, thì để build cái session này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình thông qua một cái, nó là router handler. Thì ở đây các bạn sẽ tạo ra một cái API này. Trong cái phần API này thì mình sẽ tạo ra một cái, đó là session. Trong session này thì mình sẽ có một cái file là file route.js. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ là export function nhé. Các bạn sẽ tạo ra một cái là post để các bạn sẽ lưu file trước. Đây. Rồi, ok. Và chúng ta cũng sẽ phải có một cái util tương ứng. Ở đây mình sẽ đặt nó là session.js. Đó. Cái này thì các bạn sẽ lựa chọn một cái nơi để các bạn có thể lưu cái file đó trước. Bây giờ cái nơi mà mình sẽ lưu thì các bạn có thể tạo cho mình một folder là log hay là data ở bên ngoài này. Ví dụ nhá, mình có thể tạo ra một cái là session như thế này. Đó. Đây, mình sẽ có một cái session ở đây. Thì trong này nó sẽ chứa tất cả những cái phiên. Thì cái key của nó thì mình sẽ dựa vào cái token mà mình đã lưu ở cookie nhá. Đó. Lúc này chúng ta sẽ cần phải sử dụng một cái thư viện hoặc là fs. Thì đây mình sẽ cài cái thư viện fs này vào. npm y này. Các bạn nhớ chọn con này nhá. Ở đây mình sẽ chọn fs. À sorry, cái này nó có sẵn luôn các bạn nhá. Đó. Thì lúc này nhá, các bạn có thể là fs bằng require. Đó. Mình có thể dùng fs luôn. Rồi ok, thì ở phần này thì các bạn sẽ lấy ra được cái cookie. Ok, thì cookie thì các bạn lấy trực tiếp ở đây được nhá. Rồi, lúc này các bạn sẽ import cho mình. Đó là cookie. Cookie nhá. Đó. Và lúc này các bạn sẽ lấy cho mình cái token. Lấy token. Token này thì chúng ta sẽ bằng đó là cookie get, sau đó chấm value. Rồi. Cho nên các bạn hỏi chấm đây giúp mình nhé. Sau khi các bạn có token thì bây giờ mình sẽ test là xem là cái này của mình nó có trả về được không. Thì các bạn sẽ return cho mình next respond. Đó, sau đó bạn chấm json trả về token nhé. Lúc này các bạn sẽ gọi cho mình một cái, đó là set session. Set session. Thì cái hàm set session này thì mình sẽ có một cái thông tin, nó chính là cái data mà mình mong muốn, phải chậm. Rồi. Rồi, ok. Chỗ này nhá. Mình sẽ gọi API như bình thường thôi. Này mình sẽ để là async ở đây. Ok, lúc này mình sẽ có một cái response này. Sẽ bằng await file. Thì mình sẽ sửa lại một chút ở cái file .nav này nhé. Trong file .nav này thì các bạn sẽ lấy cái link app hiện tại của mình. Thì ở đây các bạn khai báo thêm cho mình vài là app URL nhé. Sẽ bằng localhost 2.3000. Đó, mình sẽ để cái này là 2.3000. Được chưa? Rồi. Sau đó các bạn vào cho mình cái file là file next.config. Đây. Trong này mình sẽ có một cái là app url nhé. Các bạn sẽ thay thành process này .nav .app url. Rồi, lúc này nhé, các bạn sẽ tắt cái server này thì các bạn mở lại cho mình. Đây, tắt server đi, mở lại nhé. Ok. Lúc này mình sẽ có một cái đó là, đây các bạn sẽ gọi đến như này nhé. Lúc này các bạn sẽ để thêm cho mình là API này. API. Xem nào. Mình sẽ vào phần app trước đúng không? App này. Sau đó API trong session. Đó. Ok, method ở đây mình sẽ là post nhé. Đó, method đây là đường của mình, đây là post. Ở đây các bạn nhìn trả về trạng thái thôi. Nhưng mà mình đang cần phải test mà, cho nên ở chỗ này chúng ta vẫn có là data. Xem bằng await. Đó, mình load data ra. Rồi, bây giờ nhé, các bạn sẽ vào cho mình cái phần middleware.
đây vào middleware này nhá. Lúc này các bạn sẽ tiến hành việc các bạn sẽ gọi, đây các bạn gọi bên dưới này cho mình. Đó, lúc này các bạn sẽ gọi cho mình đó là gì ạ? Set session. Đó. Rồi, các bạn gọi như này. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử xem nó có trả về cái gì không nhá. Lỗi ở đấy. Refresh lại xem nào. À rồi. Lúc trước mình có test cái thư viện này thì nó đang bị lỗi một chút tại vì mình đã xóa nó đi rồi. Đó. Ok, bây giờ refresh lại nhá. Đó, các bạn nhìn thấy nó đang lỗi cái phần data. Cái phần data này thì là mình cũng sẽ cần phải truyền vào, nhưng mà ở đây hiện tại là mình đang chưa có đúng không? Tạm thời mình xóa đi đã nhá. Thấy nó bị trùng ạ. Refresh lại nào. Rồi, bây giờ các bạn sẽ kiểm tra log này. Rồi. Tại vì ở đây nó đang trả về di săn đúng không? Rồi. Trường hợp này là Dash Respond và trả về di săn này. Thế bây giờ các bạn sẽ log cái token ở đây nhá. Log token ở đây. Đó, các bạn cũng sẽ không có hiển thị như này. Rồi, các bạn trả về mõ dây rỗng thôi. Refresh lại. Mở ra xem nhá. Các bạn thấy ở đây không có đúng không? Refresh lại nào. Hơi lạ nhỉ. Mình đi từ bên này. À rồi, xin lỗi các bạn, cái phần này là của mình là sai nhá. Cái này là app URL. Rồi, refresh lại nào. Ok, kéo dưới đây nhá. Các bạn thấy ở đây nó đang bị undefined, có nghĩa là cái cookie là mình đang chưa lấy được. Sợ thế nhỉ. Get token nó chấm value này. Rồi, bây giờ nhá. Mình thử này. Mình sẽ refresh lại nhá. Ở đây các bạn thấy là nó cũng đang chưa lấy được. Ở đây nếu không thì mình sẽ truyền cái cookie lên thôi. Chỗ này các bạn sẽ để cho mình dưới dạng async đi. Các bạn bỏ cookie ở đây đi nhá. Các bạn sẽ chủ động bạn truyền cái token lên. Thì lúc này mình sẽ detract này. Token nhá. Chỗ này các bạn chuyển cho mình thành async này. Ở đây các bạn để là await. Await này. Đó, sau đó các bạn sẽ là request. Request nhé. Chỗ này sẽ là request.json. Đó. Rồi bây giờ các bạn quay về cái bên này. Rồi, các bạn sẽ đưa cho mình cái token lên. Set session. Chúng ta đưa token vào. Đó. Lúc này các bạn sẽ khai báo cho mình header. Chỗ này mình khai báo body này. Đó là token như này. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn sẽ quay về cho mình bên middleware. Bây giờ mình sẽ đưa cái token vào. Đưa token vào như này. Được chưa? Rồi, refresh lại nhá. Các bạn sẽ mở ra. Rồi, các bạn thấy có token rồi đúng không ạ? Rồi, sau khi các bạn có token rồi thì các bạn sẽ tiến hành việc bạn sẽ lưu nó lại cho mình. Bây giờ các bạn sẽ vào cho mình cái phần router này. Đó. Các bạn sẽ gọi đến cái file này. Đấy nhá, các bạn sẽ có một cái file. Đây, các bạn sẽ khởi tạo một cái file nó trùng với tên file của token nhá. Đó. Thì các bạn sẽ dùng cho mình fs để các bạn khởi tạo này. Tuy nhiên bây giờ các bạn sẽ cần phải lấy được đường dẫn tới cái này đã. Rồi, ok, bây giờ các bạn lấy cái đường dẫn như sau nhá. Các bạn sẽ log cho mình. Các bạn có thể dùng là process này. Chồng. Đây. Sau đó các bạn sẽ
cộng nhé và chéo session. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử refresh lại, mở ra này. Đây các bạn thấy cái đường dẫn của nó này. Đó. Sau đó khởi tạo một cái file mới không? Các bạn khai báo một cái path cho mình. Path nhé. Path. Đó. Sau đó các bạn sẽ lấy token. Các bạn sẽ cộng với token. Đó. Sau đó các bạn dùng là fs này. Chấm. Write. Rồi các bạn đưa path vào. Sau đó các bạn đưa nội dung. Nội dung thì nó chính là cái user. Thì các bạn cũng sẽ cần phải đưa user vào. Được chưa? Tuy nhiên user này các bạn sẽ phải chuyển đến JSON nhé. Chập trên như file này. Đưa user vào. Được chưa? Tuy nhiên các bạn chỉ giải quyết cái này khi cái token nó tồn tại thôi nhé. If. Rồi. Ví dụ nhé. Ở đây mình sẽ để nếu token tồn tại. Rồi. Lúc này các bạn đưa cái này vào. Được chưa? Đó thì các bạn lưu nó lại. Ok. Thì ở trong phần này chúng ta sẽ cần phải có thêm cái user nữa. Ở đây mình cũng sẽ lấy đưa thêm user vào. Đó. Ok, chỗ này các bạn chuyển phép thôi nhé. Đó. Thế còn ở bên này thì các bạn vẫn phải trả về. Các bạn trả về bất kỳ một cái giá trị gì cũng được. Ở đây mình sẽ trả về một cái. Tạm thời mình sẽ để cái success ở đây là true nhé. Success. Mình để là true này. Đó. Bây giờ mình sẽ thử xem là nó có được lưu không nhé. Refresh lại nào. Ok, các bạn thấy hiện tại nó đang chưa có lưu được đúng không? Tại vì chúng ta cũng chưa truyền cái dữ liệu lên. Bây giờ các bạn sẽ sang bên này. Các bạn đưa user vào. Đây, các bạn đưa user vào đây nhé. Đó. Rồi, refresh lại. Rồi các bạn nhìn thấy nó đang bị lỗi cái đường dẫn một chút đúng không? À, cái này nó liên quan đến tên file. Cái tên này các bạn nhận thấy là nó có cái gạch đứng ở phía trước này này. Đó, đây nó đang có gạch đứng phía trước này. Thì lúc này nhá, các bạn có thể là loại bỏ cái này đi, các bạn lấy cái phần sau thôi. Thì lúc này các bạn sẽ sửa lại một chút. Quay về cái file router bên này nhá. Hôm nay các bạn sẽ khởi tạo một cái là name đi. Name nhá. Name này sẽ là token. .split. Rồi, sau đó các bạn sẽ dùng slide -1. Sau đó các bạn join. Đó. Rồi, ok, chỗ này chúng ta sẽ thêm đêm vào. Như này. Đó, các bạn thấy là có một cái file đây. Đấy, nó lưu trữ cái thông tin của chúng ta ở đây đúng không ạ? Bây giờ mình đi phép lại nhé. Đó, thì các bạn thấy này. Nó sẽ khởi tạo, nó lưu ở đây cho chúng ta. Được chưa? Rồi. Đấy là cái phần lưu nhá, lưu lại nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần là phần lấy dữ liệu ra. Thì ok, thì ở bên Bitaware này thì các bạn sẽ set như này thôi. Bây giờ phần lấy ra nhá. Lấy ra thì các bạn sẽ lấy trực tiếp luôn ở trong này cho mình. Sau đó các bạn viết một cái util tương ứng. Ví dụ ở đây mình sẽ có một cái nói get đi. Là export này, async này, function nhé, test. Đó. Ở đây các bạn thì các bạn vẫn đưa token lên. Tuy nhiên là mình muốn có một cái phương pháp nào đấy để mình có thể lấy luôn được cái cookie. Đó là cái mong muốn của mình là mình có thể lấy luôn được cookie. Rồi. Thế bây giờ mình sẽ thử nhé, mình sẽ thử một chút như này đi. Mình lấy luôn được cookie thì các bạn sẽ không cần phải truyền cookie lên nữa. Rồi, ở đây mình sẽ viết một cái hàm nhé. Export. Đó. Lúc này mình sẽ lấy ra được cái token. Token nhé. Chỗ này mình bỏ, tạm thời bỏ async đi. Nó sẽ bảo. Ở đây các bạn sẽ sử dụng cho mình là cookie này. Đó. Này, get như này. Được chưa? Rồi, lúc này nhá, các bạn sẽ return cho mình. Hay là bạn lock ra cũng được. Lock cái token này. Đó. Các bạn sẽ vào một cái server common nào đấy nhá. Các bạn gọi nó ra. Bạn gọi get session.
Đó, web session như này. Được chưa? Rồi bây giờ mình reset này. Ok, bây giờ các bạn lock đây này. Đó, các bạn thấy nó ra luôn đúng không ạ? Thì các bạn có thể get cái token ở đây. Sau đó bạn truyền lên thì bên API này nhá. Các bạn sẽ giải quyết như sau này. Các bạn viết thêm một cái get nữa cho mình. Hay xuống thế này. Đó, chỗ này mình để là get này. Get này thì lúc này các bạn sẽ đưa cái token lên. Đấy nhá, các bạn sẽ nhận token. Tuy nhiên cái get thì nó sẽ không có, nó sẽ không có lấy body như này được nhá. Cho nên là trong trường hợp này mình sẽ sửa lại một chút. Các bạn sẽ lấy theo dưới một hình thức, đó là lấy theo kiểu search param hay là header, tùy các bạn nhé. Nào, ví dụ ở đây mình sẽ lấy cái token đó trước, lấy token nhé, request này. Chấm header, hoặc là các bạn sẽ lấy theo kiểu search param nhé. Hoặc là các bạn lấy trực tiếp ở đây xem có được nhé. Đây các bạn lấy trực tiếp như này. Nhưng mà lúc này các bạn lại phải cắm vào trong cái request này, cho nên ở đây mình lấy qua header nhé. Request này. Chấm header này. Đó, chấm get này. Chỗ này mình sẽ để cái này, đó là token. Rồi, bây giờ lock nó ra nhé. Lock token ra này. Các bạn quay về bên session bên này nhé. Mình sẽ gọi nó ra. Ok, lúc này nhé, các bạn sẽ đi cho mình, đó là các bạn vẫn phép như bình thường thôi. Chỗ này các bạn để async async nhá. Rồi, bỏ hết cái này đi. Đó, phương thức của mình vẫn là get các bạn nhé. Đó, thì lúc này các bạn sẽ truyền vào cái header đi. À thôi, cần mình đang lấy trực tiếp vào trên này mà, đúng không? À không, mình vẫn qua header, xin lỗi các bạn. Chỗ này nhá, các bạn sẽ gọi nó ra. Header này. Chỗ này mình sẽ có một cái token. Token như này. Được chưa? Đó. Bây giờ nhá, reset lại cái này. Change log nhá. Các bạn thấy ở đây nó đang chưa có này. Tại vì mình đang chưa có read con trả về. Copy cái này nhá. Reset lại. Rồi, các bạn lấy được token rồi đúng không? Ok, thì khi mà các bạn có token rồi thì các bạn sẽ đọc nội dung trong file. Các bạn vẫn lấy name như bình thường nhá. Read token này. Được chưa? Vẫn lấy name như này. Name lấy path như này. Đó, sau khi có cái này thì các bạn sẽ đọc file. Ví dụ nhé, các bạn sẽ lấy ra được cái thông tin user, đúng không? Đó. Ok, nó sẽ như này. Sau đó các bạn sẽ return thôi. Các bạn có thể return về next response.json này. Đó. Lúc này thì mình sẽ lấy, bạn đưa user vào đâu. Đó. Đưa user vào như này. Ok, thế còn trường còn lại thì mình sẽ return là user, nó là null chẳng hạn. Đây, null. Như là nó không có gì, đúng không? Ok, thì bây giờ chỗ này nhá. Các bạn sẽ lấy ra được cái report. Chỗ này chúng ta có report này. Rồi, ok, chỗ này chúng ta sẽ có ta. Các bạn return thẳng luôn. Đó là platform chấm di sản. Đó, platform chấm di sản. Lúc này nhá, các bạn quay về cái file header này. Các bạn sẽ thử đưa đây, các bạn sẽ tạo ra một cái data này bằng await. Đó, sau đó bạn lock cái data này ra. Lock data ra nhá. Reset lại. Rồi, kiểm tra này. Rồi, các bạn thấy có thông tin user luôn. Được chưa? Rồi, thế bây giờ cái thông tin user này mình sẽ chỉnh lại, mình có thể chỉnh lại một chút. Các bạn sẽ sang bên bên này. Các bạn trả về
trực tiếp cái object đấy luôn. Đấy nhá. Tuy nhiên thì có thể là nó sẽ xảy ra lỗi, cho nên là cái này các bạn có thể xử lý ở bên cái hàm bên này đi. Chỗ này mình sẽ có một cái là cái data bằng câu web, đúng không? Tại vì nó sẽ có tình huống nó không tồn tại các bạn nhé. Nếu mà nó không tồn tại thì các bạn sẽ trả về nó như nào? Ít này. Các bạn sẽ, bởi vì cái data này trả về nó sẽ ở dạng di sản. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi check user luôn. Rồi. Ít. Phủ định. User thì các bạn return full. Nếu không các bạn return user. Đó như này. Rồi. Refresh lại nhá. Đó, bây giờ kiểm tra lại terminal. Đó, các bạn nhìn thấy nó trả về cho ta. Thì các bạn có thể dựa vào cái thông tin này thì các bạn sẽ giải quyết. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gán thẳng user bằng cái này luôn. Có cái lúc nào các bạn cần lấy ra các bạn get session nha. Đó. Rồi các bạn hiển thị nó ra đâu. Reset lại nhá. Bây giờ mình sẽ thử này. Mình sẽ hiển thị name đúng không? Chỗ này ta là user.name này. Đó, user.name như này. Được chưa? Đó các bạn thấy. Bây giờ quay lại cái trang chủ nha. Đây là trang chủ này. Đó. Bây giờ mình sẽ thử xóa cookie đi nhá. Xóa cookie đi. Reset lại. Thứ nhất là đây các bạn nhìn được lỗi này. Rồi. Cái đoạn này thì nó đang không có trả về được di sản đúng không? Thì ở đây chúng ta phải thêm một cái phần check nữa. Nó nằm trong phần util session đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ vào phần này. Chúng ta sẽ có một phần là phần get. Thì ở đây nhá, các bạn sẽ kiểm tra cái response này trước. Được chưa? If nếu mà response.ok thì cái này chúng ta phải để phủ định. Thì các bạn return full thôi. Ok, đấy. Bây giờ các bạn thử vào user này. Vào trong user nhé. Đó thì nó chuyển về trang đăng nhập. Bây giờ mình thử user 2 nhé. Thế mình nhớ lên cái thằng database mình xem nào. User 3 đây nhé. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn thấy nó về trang chủ đúng không? Tuy nhiên cái này nó chưa cập nhật lại cho chúng ta. Refresh lại nhé. Đó các bạn thấy cũng không được đúng không? Kiểm tra lại tí nào. Ok, các bạn thấy là ở đây thì vào được. Nhưng mà lúc nãy chúng ta đang ở cái trang chủ này thì không được. Mình thử trước năm nó xuất thì chưa làm. Rồi bây giờ nhá. Xóa đi. Refresh lại. Đăng nhập này. User 3 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn thấy là nó chưa có update được. Bây giờ mình sẽ refresh lại. Cũng không được này. Refresh lại. Ok, lý do nhé. Tại vì ở bên cái middleware này mình đang chỉ có set ở trong trường hợp. Và lưu ý nhé, mình chỉ set session ở trong trường hợp nó. Khi mà chúng ta vào trong cái đường dẫn gạch chéo user này. Đúng chưa? Cho nên là bây giờ các bạn muốn là ở bên trang chủ này nó cũng có cái đó. Thì các bạn sẽ phải chuyển nó ra bên ngoài. Chuyển cái phần set ra bên ngoài. Thì ok, ở đây các bạn sẽ vẫn kiểm tra token các thứ như này. Chúng ta chỉ check cái ràng buộc để nó chuyển hướng thôi. Thì có nghĩa là cái phần này mình phải chuyển nó ra ngoài. Đây phần này chuyển nó ra ngoài nhé. Đó. Rồi. Ok, cái phần verify này chúng ta cũng sẽ chỉ xử lý ở cái phần, xin lỗi các bạn, cái phần verify này chúng ta cũng làm nó ở ngoài nhé. Phần verify này chúng ta cũng để ở ngoài này. Đây các bạn sẽ để ở ngoài như này. Ok thì ở đây các bạn thấy này, ta có succeed user này. Nếu mà phủ định succeed thì ok, chỗ này chúng ta sẽ cần phải thêm cái tình huống nữa. Đó là cái đường dẫn nó phải là cái này. End. Đó, đường dẫn là cái như thế này, được chưa? Rồi, sau đó các bạn sẽ tiến hành việc các bạn sẽ set session. Thứ nhất các bạn sẽ chỉ có verify khi nếu mà cái token này nó tồn tại nhé. Nếu token nó tồn tại. Đây, nếu token thì các bạn mới đưa cả cái cụm này vào. Được chưa?
Rồi. Tuy nhiên thế trường hợp mà token không tồn tại thì sao? Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có một trường hợp nữa là L. L nhé. Thì là các bạn cũng sẽ return cái này. Đó. Cái này các bạn có thể tối ưu lại code cho đỡ rối nhé. Rồi, bây giờ mình refresh lại. Đó, các bạn vẫn thấy ok đúng không? Bây giờ mình vào lại user này. Rồi, ok, bây giờ các bạn sẽ quay lại bên cookie nhá, mình xóa nó đi này. Refresh nhá. Rồi, các bạn nhìn thấy nó bị chuyển hướng nhiều lần, đúng không? Rồi, cái phần này thì cái phần bởi chuyển hướng ở đây này. Các bạn chú ý nhá, cái nghiệp vụ liên quan đến chuyển hướng mà trong giờ token nó không tồn tại là các bạn cũng sẽ vẫn phải thỏa mãn cái điều kiện. Đây các bạn vẫn phải thỏa mãn cái điều kiện đó là cái tạp này. Đúng không? If. Đó. Refresh lại nhá. Đó. Bây giờ mình thử đăng nhập lại. Đó. Các bạn thấy là nó ok luôn đúng không? Và lại user. Ok. Đó thì đấy nó chính là cái phần xử lý đăng nhập vào, các bạn có thể lưu được cái thông tin vào Caesar. Đây các bạn thấy nó lưu vào. Thì mỗi một lần các bạn đăng nhập thì nó tạo ra một cái token khác mà. Đó. Thì các bạn thấy nó sẽ lưu cái phiên của nó đây. Bây giờ mình thử xóa trong này đi nhé. Nếu các bạn xóa trong này đi, các bạn refresh lại. Đó thì các bạn thấy là nó sẽ tự động tạo lại thôi. Tại vì nó đều phải qua middleware trước. Được chưa? Đó. Thế nhưng cái phần này là dối, các bạn có thể là điều chỉnh lại nhé. Quan trọng là các bạn hiểu cái tư tưởng của nó thôi. Thế bây giờ nếu mà các bạn muốn xử lý đăng xuất thì các bạn phải đi từ bên API. Có nghĩa là các bạn cần phải xử lý, các bạn xóa cái token ở bên backend nhé. Đây nó có phần đây này, các bạn thấy nó rất là nhiều. Được chưa? Bây giờ mình thử xóa đi nhé. Đây mình thử xóa đây đi nè. Các bạn refresh lại nhé. Đó, thì nó cũng sẽ bị đăng xuất. Thứ nhất là khi các bạn đăng xuất thì cái này thì nó vẫn đang chưa xử lý cho mình. Các bạn thấy là cái thông tin ở đây nó vẫn còn. Được chưa? Đây chúng ta xem lại một chút nhé. Set session. Cái này chúng ta phải set trước các bạn nhé. Thì cái bài toán là mình nó mới đúng được. Đây chúng ta phải set trước. Các bạn thấy là nó vẫn đang không được đúng không? Token thì tồn tại. Đây cái thông tin user này nó vẫn thế này. Bây giờ mình sẽ lock cái success ở đây nhé. Lock success ở đây. Mở ra xem này. Các bạn thấy nó đang có một cái lỗi đúng không? Data. Rồi, trường hợp này data nó đang không có. Thì các bạn sẽ để một cái giá trị trống như này. Rồi. Ok, các bạn để một giá trị trống như này thì nó mới update lại được cho mình nhé. Thứ tăng là trường hợp này các bạn nên xử lý xóa. Đây các bạn thử thì xóa cái file này đi này. Ok, cái này các bạn có thể viết thêm ở trong này nhé. Để các bạn xử lý xóa nhé. Rồi, chơi phát lại. Bây giờ mình đăng nhập này. Rồi, bây giờ mình sẽ vào backend nhé. Mình xóa cái token này đi. Bây giờ reset lại này. Đó. Thì nó cũng tự động nó bay luôn đúng không? Rồi thì bây giờ nó còn một số vấn đề nữa thì các bạn sẽ giải quyết tiếp này. Đó là liên quan đến bài toán đăng xuất. Đăng xuất thì các bạn sẽ cần phải thu hồi cái token đó ở bên phía backend. Đấy nhá, chúng ta sẽ đây, chúng ta phải thu hồi. Viết bằng API thôi. Thì khi các bạn thực hiện đăng xuất thì các bạn sẽ cần phải gọi API tới backend. Sau đó các bạn sẽ xóa cookie ở phía client đi. Được chưa? Rồi ok, thì cái bài toán của mình nó sẽ như vậy. Rồi các bạn sẽ phát triển tiếp nhé. Cảm ơn các bạn.